Mình có lăng nhăng không? Lăng nhăng thì có ai yêu đâu mà lăng nhăng chị. Nếu mà có người yêu thì cũng lăng nhăng đúng không? Không không, chị tính cách nghiêm, không có chuyện lăng nhăng. Có lăng không? Lăng thì vẫn có, nhăng thì không. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Văn Tám, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cầu đường. Em đến từ Quảng Trị. Em làm ở đâu? Dạ em ở quận Bình Thạnh, nhưng em làm ở quận 1. Ở với ai? Dạ ở với đứa em trai ở dưới này. Em trai. Em vẫn chú. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. À dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thủy, em năm nay 25 tuổi. Và em đến từ Huế. Công việc hiện tại của em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, Huế ở Mô. Dạ, Huế em ở gần Vị Dạ. Chủ cầu Trần Tiền đúng không Tường? Không, xuống tí nữa. Một người ở Quảng Trị, một người ở Huế thì nó cũng gần nhau ha. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi bạn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một vài mối tình rồi. Dài nhất cũng tầm 3 năm á. Xưa thì còn trẻ yêu cũng gọi là tình yêu vậy thôi, chứ cũng sâu đậm, chẳng có sâu đậm gì. Trời ơi, 3 năm mà chưa có sâu đậm gì hết. Rồi vì sao chia tay? Gia đình này kia không hợp tuổi thì... Ai dạ. Nó không hợp tuổi? Bên bạn gái nó không hợp tuổi thôi. À bên bạn gái đó hả? Dạ. Rồi bạn gái chia tay. Dạ. Rồi mình buông luôn. Thì chia tay cho hai bên. Bạn làm công tác cầu đường hả? Dạ em kỹ sư nhưng mà chuyên thiết kế về hạ tầng giao thông, có nghĩa là cái phần gì đấy, đất đường xã cầu cổng gì em làm. Thế vậy thì bạn đi suốt luôn vậy đó hả? Không, em ở ngồi ở văn phòng, em không ở nhà văn phòng thôi. Dạ lâu rồi. Lâu mình có đi một đôi bữa. Bạn gái mình thì sao? Dạ em có một mối tình thời sinh viên ạ, quen cũng được 4 năm ạ. 4 năm? Dạ vâng. À, vì đang chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì có những cảm dỗ mà bạn trai không có bản lĩnh của người đàn ông, với lại rồi em yêu xa nữa. Anh đã ở đâu mà xa? Dạ hồi trước thì em học ở Huế, còn anh đã ở trong này ạ. Rồi bạn trai, bạn có ưu khuyết điểm gì? Em là một con người của gia đình, có nghĩa mọi việc trong gia đình em đều làm được. Về khuyết điểm? Khuyết điểm thì có vẻ trái xây dựng nên ít có cái tính lãng mạn. Bạn gái có phải tiếp người lãng mạn không? Hay là... Dạ cũng rất là lãng mạn ạ. Huế mà ha? Dạ đúng rồi. Vẫn chưa thích lãng mạn. Mong Huế mơ. Lãng mạn thì mình sẽ tạo ra cách lãng mạn theo bạn gái thôi. Thí dụ bây giờ hẹn một buổi đầu tiên, bạn sẽ làm cách nào để cho một buổi hẹn nó lãng mạn? Mời đi xem phim hoặc là mời đi uống cà phê. Cũng đâu có gì lãng mạn. Uống thường thôi hả em? Như vậy đối với em quá lãng mạn rồi. Nghĩ ra. Có mình nghĩ ra cái gì lãng mạn hơn được không? Có thể thì đi cà phê tâm sự những cái quán nào đó hơi đẹp đẹp một xíu, nhìn ra ví dụ bờ biển hoặc bờ sóng gì đấy. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào này? Biết chăm sóc gia đình, biết đối nhân xử thế. Có điểm gì mà không thích ở người bạn trai? Kiểu quá lăng nhăng, phải có chính kiến của bản thân mình. Bạn trai mình có chính kiến không bạn trai? Có chứ, em rất quyết đoán trong công việc đó. Mình có lăng nhăng không? Lăng nhăng thì có ai yêu đâu mà lăng nhăng chị. Nếu mà có người yêu thì cũng lăng nhăng đúng không? Không không, chỉ tính cách nghiêm, không có tính lăng nhăng. Có lăng không? Lăng thì vẫn có, nhăng thì không. Rồi vậy bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần tính tình hiền, biết là kính trên nhường dưới. Về chiều cao, cân nặng, nước da. Chiều cao bất kể cái da gì cũng được. Không có đòi hỏi về ngoài hình làm về tính cách thì mình có, người có hiểu. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em? Da giống anh Quyền Linh ạ. Giống anh Quyền Linh. Quá giống. Giống không em? Giống. Giống hả? Trời, tự tin dữ. Về tính cách á, cách mà chăm sóc gia đình của anh Linh á. À, phải theo anh Linh học khóa nữa mới được. Để chị qua chị coi. Rồi, chào chị. Chào bạn. Bây giờ người bạn gái này, cô này cổ lãng mạn dữ lắm. Lãng mạn nữa. Mà em nói chuyện sao nó cục cục quá à. Nói chuyện nó phải dài, nó phải nó tình cảm một chút. Em thì ý này không được lãng mạn cho lắm. Mình phải cố gắng muốn lấy vợ dạ, thôi. Dạ, em phải cố gắng. Cố gắng lên nha. Dạ. Bây giờ em hỏi cô gái bên kia coi, ở Huế là ở đâu rồi, hai người nói chuyện nhau coi có quen biết gì trước không, thử hỏi đi. Thì ở chỗ nào ở Huế em? Dạ lúc nãy em còn Vị Dạ. Vị Dạ. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá mà đò từ Vị Dạ thẳng ngã Ba Sình đấy. Tiếp đi. Em chẳng biết nói. Chẳng biết nói gì luôn hả? Dạ. Biết hát không? Hát. Em đọc một bài thơ được thôi nữa. Thôi ơi. Thôi có giấy được à. Hôm qua có chuẩn bị một cái bài thơ của là tác giả Nguyễn Linh Giang. Em hãy về quê ân nghe em, mẹ sẽ đón em bằng nụ cười rạng rỡ. Con đường réo vui chào mừng cô dâu mới, xóm làng mỉm cười thêm được một công dân. Em hãy về quê ân nghe em, em hãy về quê ân nghe. Được thôi.
Sao em? Mặc dù đây là một bài thơ không phải của anh ấy sáng tác, anh mượn lời, nhưng mà rất là có ý nghĩa. Chứ cũng em đưa tờ giấy ra cho anh. Đây anh. Gửi qua anh kia cho người ta cất làm kỷ niệm. Em chữ của em hay nhờ ai biết? Chị Bạn viết. Bạn viết luôn, trời ơi. Chứ không phải chữ của anh luôn hả? Không. Trời bạn viết thơ người khác gửi em. Vậy là kỷ niệm cái gì? Ai biết. Anh nghe anh nói như vậy, em đoán hình ảnh như thế nào? Chắc cũng hơi gầy gầy. Hơi gầy gầy, ổng gầy lắm, ổng gầy lắm. À, rồi sao nữa? Rất là chân chất. Đúng rồi, chân chất, có chân chất. Chắc tóc không có bị hỏi. Nhưng mà sao nghe cái giọng mình đó người ta không bị hói hay vậy? Tại em nghĩ chắc dân công trình thì đồi nọ nhiều, tóc nó không bị rụng. Suy luận hay ha. Một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương đấy. Mình có đi với ai? Có em trai. Ủa? Em trai hồi nãy đó, đâu rồi? Có bạn bè rồi anh em. Bà con rất nhiều rồi kia. Rất nhiều đúng không? Dạ. Người nào viết thơ cho em đâu? Người áo sọc, sọc. Rồi mời áo sọc luôn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin dạ. Chào các anh chị trong trường quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Khanh, là em họ của anh Nguyễn Văn Tám. Hôm nay cùng đi với tôi thì rất đông anh chị em trong dòng họ. Cũng mong rằng qua chương trình này thì anh Nguyễn Văn Tám của chúng tôi sẽ lấy được vợ. Em gái rất là xinh xắn, dịu dàng, Huế. Có lẽ là hợp với tính cách của anh Tám. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em gái mình có đi với ai không? Dạ, em đi với anh Hai với hai người bạn thân của em ạ. Anh Hai hả? Dạ, vâng ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị và các bạn trong trường quay. Em này thì có thể em đứng dậy cho anh coi một xíu được không ạ? Sao em? Cảm ơn em. Bạn này thì anh cũng thấy là cũng cao ráo, anh cũng muốn là hai bạn thì sẽ tìm hiểu nhau để mà nó tiến tới tốt hơn. Mời bạn thân, Thủy cũng muốn nghe ý kiến của bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thì em là bạn thân của Thủy. Một cái buổi tỏ tình thì anh có làm được không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức thôi, biết làm sao nữa. Em không thích cái từ cố gắng. Cố gắng là nói là kiểu là cố gắng làm thì làm được thì được thôi. Tôi cố gắng hết rồi. Bây giờ người ta muốn một cái buổi tỏ tình lãng mạn, em làm được hay không? Rồi, yes or no? Em sẽ làm được chị Cát Tường. Anh hứa anh sẽ làm được, nói với người này nè. Một buổi lãng mạn để tỏ tình bạn gái bên kia, em sẽ làm được. Bạn gái bên kia tên gì anh? Tên Thuy. May quá. May quá. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ lên. Dạ. Quyết tâm là được. Kéo màn lên. Dạ, đồng ý. Chúc thành công nha. Dạ. Kéo màn lên. Nào. Nhân buổi đầu gặp thì anh cậu bỏ hoa tặng em. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Nhưng em nói trước. Chuyện tình yêu đàn ông nói trước. Nói đi. Nhớ nói gì. Hả? Nói gì. Nói cái gì. Nói cái gì. Nói cái gì, muốn nói gì nói. Em cảm nhận cái người kế bên như thế nào, đối diện như thế nào. Đầu tiên, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy rất xinh. Cảm ơn anh ạ. Thì anh nghĩ chương trình bàn muốn anh ho tạo cho mình một cái duyên để gặp gỡ ở đây. Thì anh hy vọng chưa, anh em mình không hy vọng gì hết. Cái đó khoan nói, chưa có làm gì, chưa có cơ hội. Mình tự tạo cơ hội cho mình nha. Dạ. Nào, mình suy nghĩ thế nào về người đối diện. Mình nói hết những cái suy nghĩ mình ra. Nào, nói đi. Rắn rắn mố. Nói đi. Có 2 phút đó, rắn tới mai luôn á. Em thấy người đối diện thế nào? Thì người đối diện của bạn rất xích. Thích không? Em rất thích. Phải nói là anh rất thích em, khi gặp mặt mình nói thoải mái mạnh mẽ lên. Dạ. Theo anh thì trong một mối quan hệ mà giữa hai người á thì sẽ chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Nhưng mà nếu như anh thì anh sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? À, anh hiểu rồi, để anh trả lời. Ví dụ trong một mối quan hệ hai người xích mích thì anh cũng nhường nhịn thôi, chứ mình cũng chẳng cần gì mà ấy cho mình. Vì anh tính anh rất dễ, không bao giờ gây xích mích ai. Dạ, nhưng anh làm người bằng nửa dần thì sao ạ? Cái trường hợp đó là anh thực sự anh chưa gặp trường hợp. Thí dụ gặp thì sao? Nếu gặp thì phải dỗ hò chứ biết sao anh. Dỗ sao? Dỗ tại dẫn họ đi ăn, uống cà phê hay nói chuyện rồi dân dân rồi họ sẽ hết thôi. Cho em hỏi một câu hỏi nữa được không? Rồi, ạ? Em cứ nói. Theo anh thì trong tình yêu thì người đàn ông hay là người phụ nữ nên chủ động? Cái đó chắc chắn sẽ là người đàn ông. Anh có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Lên đây rồi anh cũng biết nói gì. Em hãy mời một lời mời cô gái về quê mình chơi đi. Lúc nào mà rảnh có điều kiện thì mời em về Quảng Trị ăn chứ. Để em hỏi mẹ em đi ạ. Để em với anh hỏi luôn chứ. Tỏ tình với bạn gái thì còn lãng mạn coi. Thử nãy xem. Em hứa rồi đó. Nào. Em làm được. Thử xem.
tất cả mọi người đang ủng hộ bạn đấy, đang chờ bạn đấy. Anh nhìn tôi chi, nhìn cổ kia. Anh bay em. Anh bay em nữa hả? Em suy nghĩ trái tim em nó mách bảo cái gì em nói điều đó. Rồi thì buổi đầu gặp gỡ thì anh thấy thì trước tiên là anh cũng thích rồi. Thì anh muốn em cho anh một cơ hội để... Nhìn trời ơi, em đây nè. Em đây nè. Nè, thí dụ nè, em nắm tay nè, ta nhìn thẳng vô mắt nhau nè. Em, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm giác trái tim anh nó sao động làm sao ấy. Và hy vọng rằng anh sẽ đem lại sự lãng mạn, đem lại tình yêu cho em. I love you. Ok. Đấy, ngồi người thật lớn, anh chị làm. Làm đi. Thí dụ vậy. Thử lãng mạn. Hết giờ là trễ đó nha. Rồi nói. Sao? Nhìn bên kia chứ. Nói đi. Nói. Là nói trong hôm nay mình gặp gỡ đây cũng có một cái duyên rồi. Anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để... Thôi, chưa là được em à. Thôi ơi, gồng rồi. Gồng cứng hết trơn. Ủa rồi rồi hả? Rửa làm được mới già thôi. Tôi biết rằng trong trái tim của anh ấy cũng rất là ướt át đấy. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ cảm nhận để suy nghĩ thật kỹ nhé hai bạn. Ấn nút hay không là tùy thuộc vào hai bạn. Chúng ta đừng lên đây bấm nút để đi uống cà phê, bấm nút để làm vừa lòng một số người. Bấm nút hay không, điều đó hết sức là thiêng liêng. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em. Của em. Em cứ cầm. Lý do tại sao em gái? Dạ tại vì lúc đầu em nói là em cần một bạn trai là phải cương quyết và lãng mạn nữa. Mà có lẽ là em anh định đây là cũng cái duyên. Nhưng mà cái nợ sao đó là nợ bạn bè. Rồi em sao? Nhát quá, bạn trai ơi. Đôi khi cái nhút nhát đó nó cũng là một cái bất lợi cho mình. Thôi, mình không bấm nút thì ở dưới khán giả có hàng triệu người sẽ bấm nút cho anh, bấm nút cho bạn gái. Gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc của mình. Dạ. Người gái em quan tâm nhưng mà đôi khi người ta giận hơn với tôi thì mình không có sự hiểu về cho lắm. Em nắng mắt lắm, dễ khóc á. Hơi được người ngang bướng thế này. Hy vọng là lên chương trình sẽ có một người đó sẽ kiềm chế được sự ngang bướng của em hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bây giờ bạn nữ giới thiệu về mình đi em. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào ông Mai Quyền Linh và chị Mới Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Hồng Nhung. Năm nay em 24 tuổi. Em hiện làm một số công việc bán thời gian. Tại vì em còn đi học đại học luật chị. Đang học luật à. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Dương chị. Dạ, em học ở Bình Dương luôn. Học ở Bình Dương luôn, dạ. Là hôm nay lên tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Nguyễn Văn Thành. Năm nay 28 tuổi. Hiện tại đang công tác và làm việc văn phòng tại Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ, cụ thể là em làm bên mảng chứng từ của văn phòng. À, giấy tờ chứng từ này kia. Dạ, hả? Đúng ạ. Cả hai cùng làm việc tại Bình Dương thì cũng tương đối phù hợp trong việc hẹn hò rồi ha. Dạ. Mình giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em có thể nấu ăn, nấu được nhiều món ăn. Còn khuyết điểm của em là em mau nước mắt lắm, dễ khóc á. Bạn trai, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của em cũng là một người biết món ăn chị ơi. Tiếp mẫu của người gia đình đó. Trong cuộc sống thì em luôn là một người ra hoạch định những chiến lược. Nên như vậy là mình sẽ làm theo chiến lược đó. Còn khuyết điểm là gì? À, khuyết điểm của em thì cũng có một số khuyết điểm là nói hơi nhanh, hơi nhiều, hơi khó tính một tí, hơi một người ngang bướng thế anh. Hy vọng là lên chương trình sẽ có một người nào đó sẽ kiềm chế được cái sự ngang bướng của em hơn. Còn bạn gái, bây giờ khi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 2019 đó chị. Là lúc đó mình học xong ra trường rồi đó phải không? Em học xong ra trường có việc làm rồi chị. Ừ. Dạ. 2019 em thấy sao em trai? Dạ em cũng dự định vậy như vậy đó chị ơi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Đúng ra chính thức thì 2 mối tình. Lúc đầu mình đi thi đại học Đà Lạt á thì nói chung là cũng có cảm xúc với nhau mà mỗi người đăng ký 2 nơi địa điểm thi nên cuối cùng là cũng có liên hệ qua lại nhưng mà
rồi cũng là khoảng cách địa lý. Có một tình thứ hai nữa là người ta ở bên nước ngoài. Người con gái của em á, em quan tâm nhưng mà đôi khi người ta giận hơn một bữa thì mình không có sự vũ về cho lắm. Em quên hết mấy mối tình cũ chưa em? Dạ rồi chị ơi, quen hết rồi mấy em mới lên chương trình này chứ chị. Vậy thì qua những cái câu chuyện như vậy, chúng ta sẽ có sự chăm sóc kỹ càng hơn ha. Yeah. Nhưng mà vấn đề là khoảng cách về địa lý đó, yeah, nó vẫn còn là một khoảng cách mà mình chưa giải quyết được. Yeah. Mình thử hỏi bạn gái bên kia là như thế nào, hai bên hỏi với nhau đi. Ủa em ơi, em học tại Bình Dương thì quê em ở đâu ạ? À? Dạ em quê ở Bình Dương luôn anh ơi. Ờ, à, em ở chỗ nào Bình Dương em? Ở Hú Dầu Một á anh, trạm thu phí số giữa. Ờ, à, tôi cũng gần chỗ em làm lắm, ra đó khoảng 15 phút ạ. À. Vậy là không còn ngăn cách địa lý nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thoải mái. Bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cái tính không có gia trưởng, điềm đạm xíu, nói thì cũng có, đừng có nhiều quá. Nãy giờ thấy bển là nói vậy là nhiều hay ít hay vừa? Dạ chắc được rồi chị. Được đó hả? Trời ơi. À, cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai là nhậu nhiều, hút thuốc chị. Em ơi em có nhậu hút thuốc không em? Có hút thuốc nhưng mà giờ em cũng bỏ rồi chị ơi. Còn nhậu thì nói chung là đi với đồng nghiệp công ty đó, nhậu khi nào nhậu thì em cũng lắng là về phòng ngủ à, chứ không có ngủ ngoài ạ. Ừ, vậy là tốt rồi. Gì nữa không em? Về ngoại hình em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ bạn trai đừng có bụng bự quá với lại đầu hói chị. Dạ em không hói chị ơi, mà bụng xẹp lép ạ. À. Được rồi ha. Bên kia có tiêu chuẩn gì muốn tìm bạn gái như thế nào không em? Hy vọng là người con gái của em á, người ta có ý chí tiến thủ trong cuộc sống vậy chị. Cái thứ hai nữa là em thích những người con gái truyền thống vậy ơi. Thì những con người đó nó sẽ thi à, chị ạ. À. Thì nói nhanh dữ vậy. Thì em qua nãy em có ưu điểm là nói quá luôn vậy. Dạ. Gọi nó nhanh lắm rồi chị. Nhanh lắm. Chắc em phải kiềm chế lại. Về ngoại hình thì sao? Em có đặt ra tiêu chí gì không? 1m56 đến 1m6 được rồi. Thứ hai là mi nhon tí. Bây giờ lấy nhau về là ở đâu? Hiện tại thì bạn ấy đang học thì em có thể chờ được. Thì em nghĩ là chắc cũng phải ở trong này, đóng bó công tác công việc này chứ không về quê. Ừ. Vậy là lập nghiệp ở Bình Dương luôn dạ, ha. Đúng rồi. Chắc em dự định mua nhà ở đất ở Bình Dương để làm không chị? Trời, à, cỡ mấy năm nữa thì mình sẽ mua được đất mua nhà được? Chỉ cần 2 năm nữa chị ơi. 2 năm nữa là lúc đó cổ cũng học ra trường là tới tiến tới luôn ha. Dạ. Rồi. Được, có kế hoạch gì là tốt. Anh sẽ qua làm gái xem thế nào. Em chào. Chào em gái. Em cần gì ở người chồng tương lai của em? Biết quan tâm lo lắng cho gia đình, không có mê chơi. Em có vẻ hiền nha. Hiền. Nếu anh bên đây anh nói nhiều chút xíu bổ sung cho mình cũng đâu có sao đâu. Đúng không? Cái anh bên này anh suy nghĩ cũng gọi là chín chắn đấy. Yeah. Anh tin rằng tụi em cũng sẽ hợp với nhau đấy. Dạ. Yeah. Nha. Thôi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân thôi. Rồi mình cho hai bên gặp mặt. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em chị. Chào Huyền Linh và Cát Tường. Dạ. Với tất cả khán giả trong trường quay, hai bên tâm sự nhau á, thì thấy em trai này thấy cũng có vẻ biết lo làm ăn. Dạ. Yeah. Để mà tiến tới hôn nhân thì cho thời gian hai đứa nó có cơ hội đi nó tìm hiểu thêm. Cô có yêu cầu gì cũng rể tương lai không? Muốn làm sao mà cho thằng rể nó về á, cái thứ nhất là nó đừng lăng nhăng. Rồi sống mà mới biết lo thương yêu nhau, sống tới già tới chết là điều đó là cha mẹ mừng rồi. Dạ thì con tới đây cũng chương trình con cũng xác định rồi thì các em cố gắng mua lập gia đình. Thế tại là tuổi tác năm nay con cũng 28 tuổi rồi, con hy vọng là sẽ cùng cô ấy bước đi đến cuộc đời còn lại ạ. À. Nói vậy là cũng cảm ơn phần nào rồi, nhưng mà để tìm hiểu thêm á các Tường, Huyền Linh. Dạ. Dạ rồi cảm ơn bác ạ. Rồi em đi với ai trai? Dạ em đi với anh trai và em trai ạ. Anh ruột đó hả? Dạ anh ruột ạ. Xin kính chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường và cùng những người chơi ở đây. Cô gái Hồng Nhung này là chung tình mi nhon thì có, dễ thương. Còn những cái mà những tính tình thì hai người tìm hiểu nhau một thời gian mới biết được. Nhận xét về anh em Nguyễn Văn Thành á, là tính tình nói chung là nói được làm được, nhưng mà biết lo cho gia đình. Tính xấu là hồi trước có thuốc nhưng bây giờ hút ít lại rồi, thì có khả năng sau này sẽ bỏ. Có khả năng sau này sẽ bỏ. Rồi, cảm ơn em. Cái dạ. Câu hay nhất là nói được và làm được. Đàn ông phải có bản lĩnh như vậy ha. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt. Chúng ta có 2 phút trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Anh có món quà tặng em, cởi lắm tình cảm nè. Anh nghĩ rằng Thành nên hát một bài nào đó để tặng cô gái với Thành. Dạ thôi cũng tới chương trình thì mặc dù hát không hay nhưng mà em sẽ cố gắng gửi đến bạn gái cùng với toàn thể quý vị khán giả trong trường quay một bài hát ạ. Hãy nhìn thẳng vào mặt bạn gái hát nha. Dạ. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình dần và người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé,
Em có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Hát thì mặc dù lên xuống thất thường nhưng mà bài hát thì rất là có ý nghĩa. Mà sao hát mà nhìn đâu không vậy, em không nhìn thẳng vô mắt cổ. Cô nhìn thẳng quá là bạn Thành hơi ngại đúng không? Nghe được. Hát đáp lại đi. Dạ tại em hát không có hay á. Kệ nó. Em hát bài nào không nít được không? Được. Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phương rung nắng ngoài sân. Cành mềm mềm gió ru im, bông mau bay bất qua màu xanh. Đàn nhẹ nhàng hát vang vang, hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ. Hè về trong tiếng sáo dịu dạt dờ, hè về gieo ánh tơ. Bông khuân mây trắng đùa đàn chim cánh đó trời, vân vân mây trắng. Cặp này về hát với nhau là vui nhà vui cửa rồi. Cặp này về hát chắc ba mẹ nhà vui lắm á. Kể giờ một hát hay, hai hát vui, cái nào cũng vui. Vui rồi, vui rồi. Rồi bắt đầu chúng ta có hai phút trò chuyện về tình yêu. Thì hiện tại em đang học gì ở Đại học Bình Dương? Dạ em học đại học luật á. Học luật mà hiền quá. Ít nói sao cãi. Thôi cái này chắc bị em đi, em khen cho chị. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Thì em cảm nhận anh như thế nào? Tưởng tượng khác với lại lúc mở màn. Thế hả? Em tưởng tượng sao? Em thấy ảnh nói nhiều vậy chắc khác lắm. Là phải ốm với lại cao vậy lắm. Thì anh cũng ốm cao mà. Không ốm nữa không? Dạ có không vậy anh. Khi mà đám cưới xong mình sẽ làm gì? Thì tất nhiên là em có công việc ở dưới đó, với nhà điều kiện ở đó, gia đình ở đó thì sẽ tốt hơn so với anh. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà quen nhau thì anh sẽ cố tạo điều kiện ở đó cho em có thể xin một công việc nào đó tại gần gần chỗ nơi mình ở thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Rồi một câu gì cuối cùng đi bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ anh cũng hiền, cũng nói cũng nhiều. Không có nhiều là cái ưu điểm em, à cái nhược điểm em. Dạ. Bạn cảm nhận về bạn gái như thế nào? Thì đầu tiên thấy bạn gái cũng dễ thương, nhưng mà bạn hơi hiền quá. Chắc em nghĩ là cũng biết chung thủy, hay là cũng biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Tốt đó, cô gái bên kia rất là hiền. Cũng may mắn lắm mình mới gặp cô ấy đấy. Làm sao để thuyết phục cô ấy nhấn nút mới là điều quan trọng. Yeah. Nhấn hay không một hồi mới biết. Trước khi nhấn nút, em muốn nói gì với mẹ của Nhung không? Nếu mà con đến được với Nhung thì con cố gắng là hy vọng là bác tạo điều kiện cho con với Nhung gặp nhau, và con sẽ hứa sẽ là người chăm lo cho cô ấy suốt cuộc đời ạ. Mong rằng con nói được con làm được. Bác chỉ có hai đứa con thôi. Ba nó mất nay 14 năm rồi. Anh làm công an ở tỉnh Bình Dương. Còn riêng nói học lực thì hai đứa mà đi tới hôn nhân á, thì mong sao mà con với nó đi suốt cái khoảng đời già luôn. Dạ, cảm ơn ạ. Dữ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định bấm nút hay không là ở các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Em có bấm mà nút không vô. Em có bấm mà nút không vô hả? Có bấm. Thì kiểm tra lại nha. Dạ. Thì thế này, hai bạn đứng đây đi. Nắm tay nhau đi. Cái gì khoanh tay chứ chị? À, nói với em. Em phải làm bạn gái anh nha. Dạ. Dễ thương. Một câu. Dạ. Rất dạ. Nhẹ, anh rất ngọt, rất tình cảm. Cô gái này rất nhỏ nhẹ, nói cái gì cũng từ tốn chậm rãi. Dạ em gửi cái này cái gì vậy em? Dạ em yêu thích anh chị từ lâu rồi, em muốn lên chương trình em gửi tặng anh chị. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn. Dạ. Kỳ quá. Đây cảm là ơn hai em nha. Phim từ cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, và đây viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn. Và đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton, tổng giá trị 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Thành ơi, dạ. Hãy chăm sóc cô gái thật kỹ nha. Cô gái rất là hiền. Chúc hai bạn thật sớm gửi thiệp chúng tôi. Dạ, nào. Mời hai bạn. Mời hai bạn.
từ từ chờ bạn gái. Ôm quà đi lẹ quá. Tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. Hai cái tên anh nghe cũng hơi buồn anh. Thôi mình nói Trang Nghĩa đi nha. Rồi ngồi đi em gái. Giới thiệu về mình đi em gái. Chào anh Huyền Linh ạ, em chào chị Cát Tường. Chào mọi người ạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 24 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm quản lý nhà hàng và bên cạnh đó là học thiết kế đồ họa. Trang quê ở đâu? Em quê ở Khánh Hòa. Rồi em giới thiệu em đi em. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tự giới thiệu em là Đồng Thanh Nghĩa, sinh ra tại Quảng Nam và hiện làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. Hai cái tên em nghe cũng hơi buồn anh. Thôi mình nói Trang Nghĩa đi nha. Rồi Nghĩa làm công việc gì? Bên quản lý chất lượng của một công ty bê tông thương phẩm chị. Bây giờ mình bắt đầu từ Trang trước hết nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Trang? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, biết nấu ăn, nó ăn ngon. Em biết làm các đồ handmade, hát được, vẽ được. Vậy là tốt rồi. Còn điểm yếu? Như em không có điểm yếu. Không có điểm yếu gì luôn hả? Hay quá. Bên kia không có điểm yếu gì, bạn có điểm yếu gì không? Dạ em chủ yếu là ưu điểm thôi anh. Dạ ưu điểm của em cũng rất là nhiều. Hát được, làm thơ được, nấu ăn được. Thôi hát tính cho nó vui lên coi nào. Nếu em yêu cái mạnh mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam anh tình. Người ở miền Trung em về em sẽ thương. Thôi bây giờ mình nói về tình trường đi. Tình trường sao em? Dạ em có 3 mối tình. 3 mối tình? Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Hơn 1 năm. Quen được bao lâu? Em quen hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ là anh ấy đi công tác chỗ khác xong rồi xả lòng người khác thôi. Vậy là gặp ngay người đàn ông không chung thủy rồi đúng không? Dạ. Bạn trai tình trường của mình sao? Có mấy mối tình rồi em? Dạ tình trường của em là chắc là con số 0 luôn á chị. Em có mối tình đơn phương nào không? Dạ không, thực sự là với tính cách của em cũng hơi cá tính một chút xíu này. Không có cảm nhận gì về tình yêu với một người khác giới hả? Dạ đúng rồi, với đồng nghiệp là chỉ là tình đồng nghiệp và tình bạn cũng như vậy anh. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cho một người yêu như thế nào? Một người nội hình ưa nhìn, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Rồi, bạn nữ. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì phải cao này, 1m7 trở lên. Thấp được không em? Dạ thấp thì con nó lùn quá mất công. Có đâu trời, bây giờ nhiều khi cha mẹ thấp ai có mấy 5-5 anh em ơi. Con vẫn cao. Mẫu bạn trai của em thì phải quan tâm được người khác, đừng có ích kỷ, đừng có vô tâm, phải có chí hướng của mình, cũng đừng có gia trưởng quá. Em không thích chơi game. Cái đó không có đâu em yên tâm đi, anh cũng rất gắt cái đó luôn á. Còn cái gì không về ngoại hình có điều gì em nha? Ngoại hình thì đừng có đen quá, đừng đen hơn anh Dường lên là được. Về đừng cũng đừng hói. Không hói. Dạ. Ít tóc như anh Quyền Linh thôi. Cũng được. Dạ. Phải chơi thể thao. Có chơi thể thao gì không? Dạ nếu mà bám thì em chắc em chơi được bóng chuyền. Cũng được, cũng cao ráo, săn chắc, roi roi nhưng mà nhìn cũng mạnh khỏe. Anh có tập gym không anh? Tập gym mà nhiều lúc cũng muốn nhưng mà công việc mình chiếm cũng nhiều thời gian lắm. Nên mình... Không, tối này chưa có gym. Không tập gym thì yên tâm rồi. Được. Cái gì? Tại tập gym á, chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Ý là sao em? Ý là muốn tập gym hay là không muốn? Em nói thẳng thôi. Dạ luôn. Không. Rồi không tập. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. Mình chưa có yêu ai hết rồi mình có kinh nghiệm gì không? Rất là nhiều kinh nghiệm đúng chị. Kinh nghiệm đâu ra mà thật sự là bạn bè em, ví dụ như bạn bè em cưới vợ thì nó khó khăn gì đó mình cũng chia sẻ cho nó. Dạ, nhưng mà khó khăn gì đó là nó khó khăn chia sẻ, nhưng mà còn cái chuyện nói với vợ nó sao em chia sẻ được, sao em có nhiều lúc nghiệm? Nó cũng tâm sự với mình mà mình cũng chỉ cho nó. Nói chung em cũng thuộc tiếng người cũng rất là tâm lý. Dạ em chỉ thì sao, ví dụ như nó giận vợ thì mình có thể là mình chỉ nó sao là để nguôi giận đồ, rồi ví dụ mua quà tặng đồ này kia. Mình có thể tư vấn chỉ cho nó mấy cái chiêu trò để nó làm cái làm một chút xíu vậy. Không? Dạ. Nhưng mà làm chồng em đâu có chỉ được, biết không? Thì có thể là trao đổi qua lại chỉ. Mình đưa nó một cái gì đó nó thích thì nó có thể chỉ lại cái kiến thức cho mình. Đó cũng là lý thuyết thôi ha, chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng còn xa lắm. Dạ đúng rồi chị, rất xa luôn. Rồi hy vọng là em thực hành được.
định qua thăm đàn gái coi sao mà qua đây phỏng vấn đàn trai dữ ha. Để xem đàn gái. Ô, chào em gái. Chào anh. Đàn gái. Được. Sao muốn lấy chồng cao hơn dữ vậy? Dạ. Mét 7 rồi hả? Nó còn khúc nữa mới được. Không sao đâu. Bây giờ do dinh dưỡng, do môi trường, do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao, chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu. Dạ. Ha? Bữa chỗ ông, chỗ anh có ông kia cao 2 mét để con ra cao 1m1 à. Ngộ vậy. Lo nha. Dạ. Cưới liền được không? Cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em. Ủa ba mẹ cho mới chịu hả? Dạ. Thí dụ ba mẹ không cho làm sao? Năn nỉ. Có ba mẹ đây không? Dạ có. Chúc năn nỉ nha. Được á. Được. Đàn trai chịu à. Rồi. Rồi vậy bây giờ hỏi ý kiến ba mẹ nha. Rồi dạ cháu xin chào cô chú ạ. Xin chào hai MC. Dạ. Xinh đẹp Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào cháu. Tôi là mẹ của Trang. Theo má nhận xét cháu trai bên này thì bị ngồi thì được. Trai thì như vậy là đủ rồi. Còn bên trong thì mà chưa biết được. Chuyện giao tiếp thì thấy bạn trai bên này thì cũng rất là vui vẻ. Thì má cũng ok. Cuối cùng cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Vậy là má ok rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ em đi với gia đình của hai người dì. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, xin chào khán giả của trường quay. Riêng về em nhận xét về bệnh em gái bên này thì em thấy cũng dễ thương. Ở Khánh Hòa thì mình Quảng Nam mình đi vô thì mình ghé luôn cũng tiện lắm. Không có sao soi mấy đâu. Chương trình đã đến đây rồi thì mình xin nhấn nút bấm hay là cho nó vui. Dạ em thấy cũng được. Thấy được hai đứa cũng đẹp đôi dễ thương. Dạ rồi xin cảm ơn ạ. Ờ vì cái bên là mẹ là gì luôn hả chị cái bên? Dạ hai chị em sinh đôi ạ. Sinh đôi à, dì có ý kiến gì không? Dì phát biểu vài câu đi dì. Em thấy bạn gái bên đây 24 tuổi. Tiếc cái tên thì nó hơi nghĩa trang thì thấy nó không được hay lắm. Hai bạn thì là đẹp đôi. Thôi kệ đi, cái tên không quan trọng đâu. Quan trọng là mình về sống với nhau như thế nào. Dạ. Ở nhà có tên gì khác không? Em tên Nghĩa thôi à. Ở nhà tên gì Trang? Dạ ở nhà tên Bé. Ồ Nghĩa Bé. Nghĩa. Dạ em có ý kiến là dù có tên gì đi chăng nữa thì nếu mà nghĩa trang thì bình thường ai rồi cũng phải nghĩa trang hết, đi đâu không nghĩa trang. Đúng rồi, đi đâu cũng phải về nghĩa trang thôi. Rồi hôm nay chúng ta mở rào cho bé Nghĩa gặp nhau. Rồi kéo rào. Hồi dễ có quắc à. Không chưa? Giống này trời. Trời. Giống đó anh, em thấy giống hả? Đẹp. Trời ơi. Giống mặt. Không, giống này, giống này, giống này. Ghi vô coi. Bé Nghĩa. Đây, đây lại đọc từ đây qua đây là Trang Nghĩa. Đó, dễ muốn viết sao viết đi. Tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á. Nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi. Đó, đem qua tặng bạn luôn. Trang Nghĩa. Hai bạn trò chuyện với nhau đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Thôi. Chưa chi mà làm thơ cả đàn em con nhỏ rồi. À, anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À, em học là 1 năm rưỡi. Có nghĩa là mình học còn 5 năm hả? Không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... Ở một mình ạ. Mình ở đó mình... nhà mình á, ấy là nhà mình ở quê á. Có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay? Dạ gần biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi. Ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, nằm ở trên đường quốc lộ 1. Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là thì ăn nhậu với bạn bè không? Cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Vậy thì hai. Buồn hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Em nói đi, nãy giờ nói nhiều rồi. Tại vì vừa mới gặp cho nên chưa nói gì được nhiều hết. Có hy vọng là mình quen nhau thì mình sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn. À, anh có nuôi thú cưng không? Anh có nuôi chó hay mèo không? Em thật sự là em thích nuôi thú hả?
Dạ. Anh thì không thích nuôi con vậy, thích nuôi con vợ không à? Em nói anh có đưa con heo, chắc anh thích nuôi heo. Không, có nghĩa là nó tượng trưng cho người vợ là tay hồn chìa khóa của gia đình. Vậy anh mua anh tặng thôi chứ bình thường không thích. Nhưng mà quê nuôi rất nhiều. Nhưng mà nếu mà em về em nuôi mèo hay em nuôi chó thì có được không? Được, nhà anh cũng nuôi. Nhưng mà có để anh không thích đâu, chăm nó cực lắm. Với lại mình, ví dụ mình nuôi nó mà mình xa nó thì cũng thương nó. Nhà anh nuôi rất là nhiều chó luôn á. À, em cũng thích nuôi chó. Bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn nào đó đi để bạn trai cảm nhận. Dạ, em sẽ gửi tặng một đoạn. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tăng phận nguyện, còn chẳng trừ chi hỡi anh. Hôn em ôm em cho nát tranh vinh, ừ tình là điên khác say. Hôn em ôm em sau nát tranh vinh. Dễ rồi. Hay đó, em thấy rất hay. Chúng ta đã được chương trình tạo cho cái duyên rồi. Cái phần là do các bạn quyết định. Các bạn đã nghe ý kiến người thân rồi. Bây giờ chính chúng ta phải làm theo mách bảo của con tim. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Rồi nắm tay nhau nào. Đó. Nói gì với hai bác đi. Xin hai bác cho con hôn em một cái. Chấp nhận đó. Men không? Sao em biết men? Mới hôn cái mà men gì? Không. Thôi bây giờ ẩm bằng gái lên thử coi nổi không? Nổi gì em nghĩ là nổi. Thử nó có hành động có lãng mạn không? Điểm nó coi. Ồ. Ờ, để xuống cái lầm vậy. Luyện gì luyện con heo vậy? Dễ dàng để xuống lầm cái bịch vậy á. Đây là giữ cái kỷ niệm. Trời ơi, hai đứa. Nhìn mắc cười quá. Có một cái tiêu chuẩn nào mà cụ thể cho cái người nào đó không? Bô Ram của nhóm kia ra. Biết đâu người yêu mình đẹp hơn Bô Ram sao? Dù người yêu mình là Rambo chẳng hạn. Rồi, mời em mời. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên kia. Rồi, dạ. Em tên gì? À, em tên là Hồ Tiểu Đan. À, em đến từ Ninh Thuận. À, tên lạ mà đẹp quá ha. Dạ, em năm nay 18 cộng. Nghề nghiệp của em là thiết kế thời trang. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và người bạn bí mật bên kia bức màn. Em tên là Dương Quốc Thiệu, em vừa tròn 27 tuổi. Em rất là... Em sao? Em mới đầu em nghe cái tên của bạn em cũng rất là tò mò là một người phụ nữ có cái tên rất đặc biệt như vậy. Ai đặt tên Tiểu Đan cho em vậy? Dạ mẹ em ạ. Ba mẹ mà đặt chứ hỏi ai đâu đặt. Chỉ ý là ba hay là mẹ, dù khi có ông nội ông ngoại gì đặt thì sao? Dạ hồi đó mẹ em thích đọc truyện Quỳnh Giao á. Đúng rồi. Nên tiểu thuyết Quỳnh Giao đúng không? Dạ. Rồi bạn trai thắc mắc gì nữa không em? Em thắc mắc là bạn Tiểu Đan này chắc nhà cũng có Đại Đan, Trung Đan gì nữa phải không bạn? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà có Nhã Đan thôi ạ. Đang, rồi bạn giới thiệu chút xíu về nghề nghiệp của bạn. Hiện em đang làm kế toán tại công ty dược phẩm Khang Duy. Công ty có nhiều bạn gái không? Phụ nữ thì có nhiều, bạn gái thì ít. Mình có tìm được ai không? Em thấy là không có hợp với mình. Mà em không hiểu tại sao bạn nữ nào vô công ty em cũng bừa bộn hết. Thôi nhớ nha, chê bạn nữ không kia nha. Dạ nếu mà chương trình này mà bạn nữ nào có coi thì xin tha lỗi dùm cho Thiệu nha. Tại vì Thiệu chỉ nói sự thật. Trời ơi. Mời thêm câu nữa hay quá. Có bề bộn không em? Dạ có anh ạ. Trời hợp đấy. Sở thích của em là bày bừa, nhưng mà em bày bừa sạch sẽ ạ. Ủa bày bừa sạch sẽ là bày bừa sao em? Tức là em thích bày ra xong rồi em cũng thích dọn lại ạ. Được á. Vậy là em hơn chị đó, chị được. Bày phải có người dọn. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em? Ưu điểm của em là em thích chạy xe ạ. Chạy đi đâu? Em thích địa điểm nào thì em sẽ đi cái địa điểm đó. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hơn một mối ạ. Kiểu cỡ 18 cộng vậy đó hả? Dạ, thực tế ra thì chỉ có một mối thôi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ, cũng gần 3 năm. Tại sao chia tay biết không? Em cảm thấy mình chủ động cho mọi việc á. Cuối cùng em nhận thấy là không có phù hợp cho nên em chia tay. Bạn trai bên kia mình thấy mình là người thụ động hay là dạ, chủ động?
Em là người tự động chị. Tự động em nghe rồi tự động em nói. Tôi thấy em, hai người này hợp á. Dạ em nghe bạn nói là bừa bộn nhưng mà bạn đó thêm một câu sau nữa em rất là thích. Bừa bộn nhưng mà dọn dẹp thì mình làm xong mình dọn dẹp rất là tốt. Dạ. À, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em nếu mà tính ra thì chắc khoảng 0.75 mối tình thôi. Đó là một cái bạn nữ ngày chưa học chung đại học với em. Thương thầm nhớ chọn người ta. Chứ là chưa là, qua dạ, mối tình chính thức. Dạ nào dạ đúng không? Là cũng là dạng tình yêu đơn phương. Mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Cá tính một mầm chút. Dạ nếu hiền bá là thế nào cũng bị em ăn hiếp à. Bạn bên kia hơi bị cá tính đấy. 18 cộng hiểu rồi ha. 18 cộng 18 cộng là đủ tuổi rồi. Nhưng mà có một cái tiêu chuẩn nào mà cụ thể cho cái người nào đó không? Boram của nhóm chia ra. Dạ dĩ nhiên cái đó chỉ là thần tượng thôi. Chứ em nghĩ là cái đó là không bao giờ mà trở thành sự thật được. Biết đâu người yêu mình đẹp hơn Boram sao? Dù người yêu mình là Rambo chẳng hạn. Rambo như vậy thì chắc em phải là siêu nhân nó mới hợp á. Rồi có điểm gì em không thích cái người bạn gái dạ, không em? Đừng có mập quá. Em mập rồi, em mập nữa thì hơi chật. Rồi. Tính cách thì có thể hơi dữ dữ chút xíu. Không không xíu được anh? Không được em, anh là chùm nhây mà. Ừ. Người bạn trai của em là gì? Anh chỉ cần cao hơn em được rồi. Rồi. Không mập không ốm, tại cái điều đó em có thể điều chỉnh được. Và quan trọng nhất em nghĩ đó là anh phải khỏe ạ. Có cần làm gì để biết chứng minh là khỏe không? Anh có thể hiện được mình khỏe ở đâu mà? Cái chỗ cần khỏe đó anh sẽ khỏe em. Mình thấy được không anh? Cái đó thì ôi sao mắc cỡ. Em khỏe được ở đâu? Dạ em khỏe ở bụng. Quay qua coi gì mà cởi cái áo đen đen ra coi. Cái gì vậy? Kéo áo lên coi. Có muối không anh? Không gì kéo áo, bắt là kéo chi vậy? Không, cô này cô nhờ kiểm tra giùm. Không, cái đó để hai đứa đi, tự kiểm tra nha. Dạ. Kiểm tra bụng rồi sao? Hít đất được không? Dạ, hít được chút chút rồi chị. Chút là mấy cái? Khoảng một cái. Rồi định chừng nào lấy vợ? Dạ, chắc cuối năm nay. Lấy vợ về làm gì ăn? Dạ, lấy vợ về nấu đồ ăn cho vợ ăn. Không? Dạ, tiền đi làm. Có để dành được tiền chưa? Dạ, có chị. Rồi hai chồng ở đâu? Dạ hai vợ chồng ở nhà em. Em vừa mới mua được nhà. Wow. Nhà ở đâu? Dạ nhà em ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân chị. Hiện giờ đang ở với ai trong nhà? Dạ hiện em ở với mẹ em. Rồi vậy là về làm dâu phải không? Dạ về làm dâu. Mẹ có khó không? Dạ mẹ thì có khó chút chút. Cũng yêu cầu là gọn gàng sạch sẽ. Rồi lễ phép với người lớn. Rồi ngồi xuống đi. Dạ vậy thôi hả chị? Thôi được rồi em. Không có nhiều mệt lắm em. Đàn trai quá. Để qua tôi làm khó đàn gái lại. Chào anh Nguyên. Trời dễ thương quá. Em chào ạ. Bạn trai bên đây cũng thích nói vui. Nhưng anh hơi đen chút xíu. Có thể tắm được. Không thích gì tật xấu người đàn ông á? Em không thích hút thuốc, nhậu nhẹt. Anh không hút thuốc. Có khoe khoang không anh? Có chút chút. Ủa mình thì mình có khoe, khoe đúng không em? Mình có nhà, mình khoe ra nhà chứ trời. Mới khoe có nhà đó. Đúng mà. Dạ khoe khác nổ em. Khoe chứ không nổ chị ơi. Chị đang nói tốt cho em đó em mà em ngồi yên bển đi. Sao em không thích gì nữa? Em không thích gì mà rặn dữ vậy? Em làm anh căng thẳng quá em. Em không thích nói nhiều lắm ạ. Nói câu nào đáp câu đó thôi. Ủa về rồi đó hả anh Linh? Thôi về chị không nổi à. Nói chung hai người này gặp nhau được 49-50 đấy. Nên em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với bạn đồng nghiệp của em, với bạn thân của em ạ. Rồi. Em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Với lại dạ. Chào anh bạn ở trên này. Chào em. Dạ. Tình hình sao em? Tình hình nãy giờ mọi người dưới đây thì có vẻ là rất là thích nói chuyện với anh chàng này. Không biết là đang có thích hay không. Nhưng mà bản thân Thảo thì rất là thích. Đúng. Có vẻ là phù hợp đấy. Và họ cảm giác là anh chàng này rất là lễ độ. Và cái cách mà giao tiếp vân vân mọi thứ thì mình rất là, nói chung rất là được. Cảm ơn em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các anh chị trong khán phòng. Nếu là một người chị để xem em cho mình thì em nghĩ là khá là ổn. Âm thanh tất cả mọi thứ rõ nét mà thích hợp cho radio ạ. Trời.
Hồi nãy không biết anh chàng này có đi cửa sau rồi gì trước với mấy chị này không, mà sao khen dữ vậy ta? Dạ cái này là người ta có nét rồi đó chị. Nói lời quẹo. Thôi Cương, bên đây người ta thích ít nói đó Cương. Ta khen mình cảm ơn được rồi bé. Bạn trai ơi, em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Ồ, trời, gặp mẹ. Mẹ em ngồi đằng đó. Rồi chào bác. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thiệu. Dạ. Dạ cô nhận xét bạn gái bên này như thế nào cô? Thấy cháu đây thì được, đẹp gái, tôi thấy cũng xứng rồi đó. Chào cô ạ. À. Anh Thiệu có thương cô không ạ? Có, Thiệu rất là có hiếu. Học xong ra trường là mấy năm rồi mua nhà cho mẹ ở đó. Dạ. Vậy là được rồi đó, chúng ta kéo màn lên. Quay qua đi. Không quay qua bọn còn khép nép không? Từ từ. Sao khép nép quá vậy Thiệu? Em gửi anh món quà. Dạ dạ. Đây là cái sổ ước mơ. Em nghĩ là ai cũng có mục tiêu và cái ước mơ, anh hãy viết ra đó và chúc nó thành hiện thực ạ. Cảm ơn em, thật xong với ta. Anh cũng đây là món quà nhỏ. Em thục thò thục thò vậy. Dạ. Xin tặng em. Hy vọng là khi mà em nhìn thấy chú gấu này thì em sẽ nhớ tới anh. Còn một món quà tinh thần nữa thì anh sẽ có đàn ở đây, anh sẽ hát tặng cho em một bài. Vậy quá tuyệt vời ạ. Xin mời quý vị khán giả với lại anh Huyền Linh cái từ cùng lắng nghe. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Đâu có sai đâu, không là anh thì ai? Để anh đưa em về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cứ chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé baby, làm người yêu anh nhé baby. Còn khúc sau nữa. Làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby. Ý em sao? Ý em sao? Yeah. Rồi, áo MC. Cảm nhận gì? Cảm nhận gì với người đối diện? Em cảm thấy anh rất là đặc biệt, tâm lý, chu đáo. Anh còn hát hay nữa. Mà em thì ai mà hát hay thì dễ đốn tim em lắm. Anh có thể hỏi em là khi mà em một mình, em không có người bạn nào đi với em á, thì em thường hay làm gì? Em thích đi đây đi đó hoặc là thích đi du lịch. Em có thích khám phá những quán cà phê mới không? Ừ. Có những nét độc đáo trong cách trang trí của quán đó, anh rất thích cái đó. Đúng rồi, em thích từ chất á. Vậy anh có chất không? Anh rất là chất và có cả lượng nữa. Cái này là khoe nè. Bây giờ mình đoán đi, 18 cộng bao nhiêu bạn? Cứ để em mãi mãi tuổi 18 thôi. Mình không nên đoán. Wow. Khôn. Hai con người này, hai con người rất là cá tính. Anh... Vấn đề còn lại là ai sẽ nhường nhịn ai đấy? Em thì sẽ nhường nhịn bạn gái của mình. Bạn nếu gái thôi hả anh? Bạn gái, người yêu và sau này là vợ. Ông này ông khôn lắm. Đối với đàn ông á thì... người ta nói là tứ đổ tường á, thì anh đã không có những cái kia rồi, thì còn cái còn lại á thì anh có không? Binh pháp người ta nói là không chơi là tất thắng, vì vậy những thứ đó là anh không anh chơi. Thì khi mà nghe những cái quan điểm của anh nói thì em cảm thấy là sâu sắc, thông minh và em thích cái điều đó. Chúng ta hãy kiểm tra lại trái tim của mình. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết điều đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nào, rất hiện đại. Hai bạn rất là thông minh để dễ nhận ra nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Những cái không gian lãng mạn dành cho các bạn để hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn cần cái viên uống đó lắm á, cho nó sáng da chút xíu. Đây. Em biết nấu ăn nhưng mà em nấu cũng không có được ngon lắm. Nấu anh mà không chết thôi. Em thì hơi nóng tính. Em thì cũng hay chơi thể thao. Em cũng có tập võ. Thôi đó, thôi rồi. Dạ, bây giờ nguy hiểm lắm anh. Mời bạn nữ bước ra sân khấu.
Mời bạn nam. Đây, nói đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Đồng Hà My. Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán. Quê thành phố Hồ Chí Minh luôn hả My? Dạ, em sinh ra ở Hà Nội. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là Mai Hoàng Phúc, sinh năm 1995, nghề nghiệp kỹ sư môi trường, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang công tác tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 95 hả? Dạ. My sinh năm nhiêu? Dạ 92 ạ. 92. Ồ, lớn hơn bạn nam 3 tuổi. Được dạ. Không My? Dạ cũng được. Cũng được hả? Có dạ. Ngại gì không? À dạ em vô tư ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ nói điểm yếu trước nha chị. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà em nấu cũng không có được ngon lắm. Nấu ăn mà không chết thôi. Về ăn mà không chết. Không sao đâu, để mình nấu ăn cho bạn ăn. Với lại em thì hơi nóng tính. Em thì cũng hay chơi thể thao. Cái gì đâu mà nóng tính rồi chơi thể thao. Chơi thể thao môn gì? Em chơi mỗi thứ một chút. Em cũng có tập võ. Trời ơi, trời ơi. Dạ, bây giờ nguy hiểm lắm anh. Còn em biết chơi thể thao gì không em? Em biết là đá banh, tennis. À, hồi đó có học taekwondo nhưng mà bỏ rồi. Có nóng tính không? Không, em hiền lắm. Dịu dàng không? Chắc không đâu. Em có những cái khuyết điểm, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì em học bơi 5 năm không biết bơi. Đúng rồi. Học bơi 5 năm không biết bơi. Em bơi sao nổi? Em lặn thôi. Lặn thì được. Em học kiểu gì, người ta con nít học 3 tháng nó biết bơi rồi mà em học 5 năm mà em bơi không được. Em không biết nữa chứ em đăng ký hoài, thầy giáo chê rồi thôi nói bó tay. Rồi không biết bơi gì nữa. Tính em thì có hơi ghen và hơi ghim. Coi như thấy người đó xấu là nói xấu mình ghim chừng nào cả thù được. Không phải vậy mà người ta không tốt với mình thì mình cũng không thích nói chuyện người ta vậy. Thì đúng rồi, người ta không tốt mình nói chuyện người ta chi. Còn gì nữa không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Có khi nào em quen bạn gái em giận bạn gái em ghim em không nói gì luôn không? Nếu như mà quen bạn gái thì đương nhiên là bạn gái giận thì em phải cố làm cách nào mà cho bạn gái hết giận. Tôi thấy tính cách bên kia ngược với bên đây rồi đó nha. Bình thường á, những lúc mà không có chuyện gì xảy ra thì em cũng hiền lắm. Dạ em cũng không có thích bắt nạt người khác. Em học võ nhưng mà em không có đánh người. Nhưng mà tới lúc có chuyện xảy ra là quất luôn. Mà dạ, em không có đánh lại bên đây đâu mà lo, có học võ đánh không lại đâu. Bây giờ em nói lớn lên đi cho bạn nữ nghe nè, mình có tật xấu gì không? Em thì không có nhưng mà người ta thường nhận xét em á. Nhận xét sao? Là 4D. 4D? 4D hay 3D? Tôi nghe 3D luôn. 4D, 3D khác nha. 4. Có 3D không? Không. 4D là sao? Người ta nói em hay giang dâm với dê và có xíu hơi đẻo. Giang dâm dê đẻo. Trời đất cơ, sao nó hội tụ dữ vậy? Nhưng mà sao người ta nói mình vậy? Thì người ta nhìn mặt bắt hình dòng thôi. 4D ha. Trời ơi, mới nghe luôn á. Rồi, tình trường sao em? Dạ, em chưa yêu bao giờ. Chưa yêu bao giờ? Dạ. Lý do sao giờ này vẫn chưa có mối tình nào? Dạ cái nguyên nhân mà cốt yếu á là tại vì em tự ti về ngoại hình của mình. Mình vừa xấu, vừa đen, vừa lùn, vòng số đo 3 vòng thì không chuẩn rồi. Số em... đo 3 vòng không chuẩn luôn hả? Dạ giống như kiểu là ngực thì lép, eo thì mì, rồi mông thì dẹp á anh. Trời đất ơi, đâu đến nổi dữ vậy trời. Sự thật luôn hả? Làm gì em tả gì lép xẹp vậy? Ngực lép không quan trọng bởi vì bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi, còn chỉ có bức tường là trượt là vĩnh cửu. Cũng làm sao nó lại nghe câu đó coi. Cái gì vòng một sao nó lại nghe coi. Bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi là còn... sao nó khó hiểu quá. Bưởi là bưởi, mướp là mướp, chứ sao nó liên quan gì nhau. Sao bưởi thì thành gì? Bưởi thì sao? Còn một bữa thì sao? Thì bữa tương lai thành bướm. Rồi sao nữa? Bức tường là vĩnh cửu. Bức tường là vĩnh cửu phải không? Thì mình ngủ mình nằm sắp đi rồi mình thấy bức tường không? Trời ơi, rành quá ha. Mấy mối tình rồi? Em từ đó đến giờ 2 mối tình. Trước giờ là ăn bữa hay là ăn bức tường? Bữa cũng có, bức tường cũng có. Thấy mướp chưa? Chưa. Mới 23 tuổi sao thấy mướp được? Thì nào mới có mướp. Vậy là đã từng ăn hết rồi ạ? Kìa, đó, bạn gái hỏi kìa. Bưởi cũng ăn rồi luôn hả? Không có bạn ơi. Bạn hỏi tại, tại hồi nãy mình nghe bạn nói là bưởi cũng ăn rồi mà tường cũng ăn rồi. Ý mình là cái vóc dáng á, bạn nữ 2 mối tình của mình là dạng
mướp cũng có mà dạng tường cũng có. Ơ dạ, dạ, dạng bưởi cũng có mà dạng tường cũng có. Chứ không có. Con xin đây nói chuyện trái cây không người ta. Rồi hai mối tình đó hả? Rồi lý do sao chia tay? Ừ, chị không mối tình nào. Thì mối tình nào mà em thấy sâu đậm nhất á, bưởi hay là mướp gì đó, là tường gì đó? Mối tình sâu đậm nhất thì một năm. Lý do chia tay là tại thằng bạn em nó cướp. 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 Cái bữa sinh nhật đó thì em không có dự được, em không có tổ chức được. Thì em mới nhờ thằng bạn em nó tổ chức. Nhưng mà nó không lấy danh nghĩa em mà nó lấy danh nghĩa nó. Đúng luôn, thì nuôi ông ta nó mà. Chăm sóc luôn à, nó sinh nhật luôn. Bạn gái mình mà mình không đi tổ chức rồi mình đi nhờ thằng bạn tổ chức. Tại bữa đó là thi cuối kỳ, thi thì cuối kỳ tổ chức. Thì bây giờ em bận, em nói bạn gái em mà đợi anh thi xong về mình tổ chức. Hoặc em tổ chức trước khi em đi thi. Ai đâu rảnh quá, thời khắc quan trọng mà nhờ thằng bạn vô hốt ổ giùm. Là em ghim luôn thằng bạn đó tới giờ luôn đó, đúng không? À, dạ đúng rồi. Đó là mối tình đó nè, rồi ôm hận bao lâu? Cũng lâu rồi. Rồi bây giờ là thí dụ như bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gáo cũng được. Cao gáo cũng được. Lùn hay ốm gì mập cũng được. Em không quan trọng. Quan trọng là chân thành. Lùn ốm gì cũng được hả? Miễn trái cây tốt được hả? Thường cũng được mà đâu cần trái cây đâu anh. Cái điều em ghét nhất ở người bạn gái là cái gì? Không thích nhất đó là bạn gái dữ. Mối tình sâu đậm của em á, quen năm trời có làm gì thì ôm hôn hết nắm tay. Em có men không? Chị kiểm tra không? Trời, chị kiểm tra chị, trời, chị kiểm tra không? Chị hỏi cho chị biết, chị giới thiệu cho bạn gái thôi. Chị kiểm tra em chi? Em đâu có thích mướp. Men. Men, chắc không? Dạ. Sao tay con trai gì đâu mà nhỏ xíu vậy, rồi đeo nhẫn rồi vô chi nữa vậy? Sao đeo nhẫn ở ngón cái chi vậy? Tay giống tay gái quá à. Dạ đúng rồi, ai cũng nói đó. Thế hả? À, đeo nhẫn ha, mặc áo cam ha, tẩm hường ha. Ăn nói gì nhẹ nhàng quá. Thiền mà. Phải không? Sao tôi nghi lắm đó ông ơi. Trời ơi, chúc em qua em coi em kiểm tra nha em. Dạ. Nha, chứ chị thấy cũng hơi hoang mang rồi đó. Em á là em muốn lấy vợ liền không? Em có một cái học bổng đi du học nước ngoài. Đi học mấy năm? Nói lớn lớn bên đây nghe chứ coi, nói nhỏ nhẹ quá. Em có học bổng đi du học nước ngoài, học ở bên bển 4 năm là ra tiến sĩ, học ở Hàn Quốc. Dự định của em á là cưới và đem bản qua Hàn Quốc luôn, sống chung luôn. À, định cư ở Hàn Quốc. Tức là cưới trước khi đi học tiến sĩ. Dạ đúng rồi. Tốt. Sao bạn gái, ý bằng sao? Nếu như mà hợp thì em sao cũng được hết. Mấy chuyện này em dễ dãi lắm anh. Mấy chuyện đó dễ dãi lắm hả? Em tưởng tượng cái người bạn đời của em sẽ là người như thế nào? Hồi đó em tưởng tượng là bạn nam mà trước tiên là phải cao. Dạ, hồi đó tiêu chuẩn của em là phải cao hơn anh em lận. À, anh em 1m87 á. Trời ơi, hai đầu cao dữ vậy. Dạ, nhưng mà tại em nghĩ là em thấy thôi bây giờ mình, tại tiêu chuẩn mình cao quá, em hạ xuống cỡ 1m7 đã được rồi. Tướng người đậm đà một chút, tướng đứng phải thẳng. Dạ, da ngăm đen, cười có duyên ạ, hơi có má lúm một xíu, hoặc là có râu quai nón, nhưng mà râu cỡ 3cm là được rồi, đừng có dài quá. Râu quá hả? Râu cỡ 3cm hả? Dạ. Phải có râu quai nón nữa hả? Mới cạo rồi. Không có mọc đâu mà cạo thôi. Bây giờ cả thì thấy bên gì có dính vậy trời. Có 4D không? Cái mà bạn nói hồi nãy là người ta nhìn ngoài, người ta bắt hình rong thôi. Đâm ra bạn mới ế thì em cũng vậy. Người ta cũng nhìn bề ngoài của em á. Người ta cảm thấy ừ bé này nó dữ lắm. Vậy đó anh. Thôi nãy giờ dở các bạn thôi chứ thật sự thấy bên đây một chàng trai cũng rất là dễ thương. Dạ. Mà hay nhất á là cưới vợ rồi đưa vợ qua bên Hàn Quốc đi trong học tiến sĩ luôn. Một cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Rồi, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xong hai bên gặp nhau luôn nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ em với lại bạn ạ. À. Rồi chào cô. Xin chào anh Quyền Linh, cô Cát Tường. Chào khán giả. Tôi là mẹ của cháu Hà My. Thực ra mà nói thì cháu ở nhà thì nói chung là ví dụ như cái gì không đúng là cô có vẻ như là cô ấy nóng tính, cái là cô ấy phản bác ngay. Cô thấy rể tương lai của cô được không cô? Nói về cháu nó đây thì nói chung là tôi cũng thấy là hiền. Tính cách thì nói chung là tôi cũng thấy cũng rất là hợp với gia đình nhà tôi. Ý kiến của các cháu như thế nào thì đó là ở quyền các cháu là chính. Em đi với ai? Em đi với em của em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể khán giả đây cũng như là gia đình của bên chị gái. Lúc đầu em vô hè em thấy chị cao là rất là xinh nữa. Chị tập võ, chị giống em. Em cũng có tập võ. Có gì về chị em mình tập chung. Có đồng minh rồi ha. Dạ. Chết rồi. Anh hai em thì đôi lúc thì có vẻ hơi con nít, nhưng mà thật sự là rất là biết quan tâm tới người khác. Nếu mà chị là người biết lắng nghe thì em nghĩ là sẽ hợp với anh hai em. Anh hai em thì cũng rất là thích thú cưng. Hiện giờ là có
nuôi một bé tên là bé Su, mà anh hai em thương lắm. Anh hai em thương đến nỗi mà nhiều khi em tưởng là Su là em gái còn hơn là cái em nữa, chị hiểu không? Có hay ngủ chung với bé Su không? Hả? Nó tự ngủ với mình bạn ơi. Ôi trời, chị mà gặp bé Su một cái là chắc chị phải ghen với bé Su luôn á. Bé Su được cưng dữ lắm. Không, có khi mình thích á, sau này mình cưng nó, mình bạn ấy phải ghen lại á. Lúc mà anh hai em đến đây thì em cũng hy vọng là anh hai em và chị có cho nhau những cơ hội làm quen, tìm hiểu nhau. Em cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, Su, Su nào vậy? À, Su là một con chó giống poodle màu đen. Thôi được rồi, hiểu rồi, rồi tưởng đâu. Em không phải người. Em thích chơi thú lắm hả? Cũng thích chơi chó mèo luôn hả? Dạ, thích nuôi chó có mèo. Có chơi thú nhúng không? Thú nhúng, thú nào nhúng được anh? Không biết thú nhúng hả? Trời đất ơi. Rồi, bây giờ kéo rào. Kéo rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Đó, hai bên kêu thú nhúng thú gì đó, nói chuyện đi. Xin mời. À, để mình ngắm bạn xíu xem đã. Cũng có những điểm giống với mình mô tả đó chứ. Ở nhà bạn biết nấu cơm nhưng mà có hay nấu cơm cho ba mẹ ăn không? Những lúc cuối tuần thì tự tay làm mấy món ăn. Anh em nhưng mà bình thường bình thường anh đi làm thì mấy giờ về? Thường mình phải tăng ca đến 7-8 giờ. Một tuần chắc cỡ 2-3 buổi. Em biểu diễn võ thuật cho anh coi, anh nể coi. Em xin phép cởi giày ra xíu ạ. Làm cho đàn trai nể cái coi. Vô mặt. Ghê ghê ha. Bạn Nam cảm nhận như sao? Chị là dễ thương, đẹp, cao, có tự tin, có duyên. À, chị à. Gì vậy? Không gọi bạn cũng được. Chị đâu đây vậy trời? Không, chị trước đi rồi đó hồi. Chị, anh yêu em. Bình thường ở nhà rảnh bạn làm gì? Coi phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Được. Ở nhà mình cũng hay coi hoạt hình lắm. Mình thích nhất phim Pokemon. Sắp tới Mon. Có phim Pikachu gì đó. Đúng rồi. Đang tính kiếm người đi chung. Bình thường ở nhà thì giờ mình cũng có chơi game á. Không biết bạn có chơi game không hả? Bạn lá Liên Quân hay là... Mấy cái đó mình chơi hết á. Ủa sao tới đây nói chuyện ăn chơi không vậy? Người ta vô chuyện tình yêu đàng hoàng. Bây giờ mình cảm nhận thế nào? Rồi á, mình coi hẹn họ đâu, em rảnh mấy giờ, em thích cái gì. Tự nhiên rủ đi chơi game, rồi Doraemon, tùm lum la. Dạ, cái đó là hoạch định hẹn hò sắp tới đó anh. Binh hả? Mới vô binh nè. Ông kia chủ động lên coi, mẹ lên coi. Làm gì ông xỉu luôn hay sao? Cái cây xương rồng mà mình tặng cho bạn á, thật ra nó cũng thể hiện một phần tính cách của con người mình. Nếu... trong cứng... trong ngoài cứng trong mềm đúng không? Thật ra là ngoài bề ngoài xấu xí, gai góc, nhưng mà bên trong thì nó mọng nước. Em run không biết nói gì. Chắc tình yêu đến từ ánh mắt thì trời ơi. Em thích làm gì, em thích gì đâu, em thích cái sự lãng mạn khi tổ chức sinh nhật hay không? Mình thường hay nếu rảnh thì đi cà phê, mình đi cà phê hay là đi đi xem phim để hẹn hò. Thì bạn bên ấy có chịu không? Thì mấy chuyện này mình dễ dãi lắm. Tới sinh nhật của mình á, nếu như mà bạn bận quá, bạn có thể nói ừ hôm đó mình bận, mình không tổ chức được, không sao hết. Không có cần nhờ thằng bạn đâu. Đúng rồi, đừng có nhờ người nọ người kia. Hay là bận quá mà không nhắn tin được là anh yêu em gì mà nhờ bạn nhắn tin giùm là cái đó không được nha. Không, cái đó tự nhiên mình phải nhắn rồi chứ. Bị lận ghi mình lận. Tương lai bạn có chịu xuất ngoại cùng với mình hay không? Mình chưa từng tiếp xúc với tiếng Hàn. Thật ra là chỉ cần tiếng Anh. Mình qua bển trước cỡ nửa năm, mình ổn định rồi mình sẽ đem bạn qua luôn. Sao ra nghe, sao ra nghe. Bây giờ nói sao cho người ta, người ta mới đi theo chứ trời ơi. Bây giờ phải tỏ tình. Bạn biết tiếng Hàn đúng không? Tiếng Anh. Tiếng Anh thì biết nhiều hơn. Rung quá, nói tiếng Việt không được, nói tiếng Anh đi. Cắn lưỡi luôn à. Giờ nói tiếng... Thật ra thì giờ tim mình nó đang đập rất là nhanh.
không biết nói gì. Em thấy cô gái trước mặt em nó quan trọng thế nào với em? Đúng hình mẫu lý tưởng lúc mình muốn lên đây. À, đúng hình mẫu lý tưởng. Bây giờ thật sự trong con tim mình nó có thay đổi điều gì chưa? Thì nãy giờ đang đọc chứ đâu có ngừng đọc đâu chị. Nó đọc có thay đổi khác thường không? Có. Nó rộn ràng. Nó rộn ràng đúng không? Thật sự em có thích cái người đối diện không? Có. Có. Thích nhiều. Thích nhiều luôn. Nãy giờ bẻ muốn gãi cái tay rồi ha. Em nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Hứa thì em không hứa, nhưng mà em muốn cuộc tình này chúng ta có thể kéo dài hết sức có thể. Mình cần một sự tin tưởng. Có những hành động mình làm có thể bạn không hiểu. Không hiểu thì cứ hỏi, chứ đừng hiểu sai. Tin tưởng thì chắc chắn tin tưởng 100%. Thì nếu khi đã yêu. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ quyền quyết định của các bạn. Chúng ta bấm vì trái tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Mới đếm tới hai đứa bấm hết trơn vậy? Thì tim bảo thì bấm thôi. Đây, và nói cái gì với mẹ của bạn đi? Nếu mà được tương lai mà như ổn thì con sẽ xin phép dẫn em ấy qua Hàn Quốc chung với con. Con nhớ tên em ấy không? Tên gì? Tên Phi. Hỏi đi. Tên My. Biết mà. Biết mà. Xạo dễ sợ. Xạo cháu trở. Xin mẹ hôn em một cái đi. À, con xin phép gia đình cho con hôn My. Chưa hỏi, chưa có gật đầu chứ. Làm nhanh vậy. Hỏi lại coi. Hả? Má hay bác? Thích kêu má đó. Trời ơi, mạnh mẽ lên. Má có thể cho con hôn My được. Thôi ơi, má lại hôn My được đâu. Được đó má. Gật đầu đi con. Tôi cũng nhất trí cho các cháu hẹn hò. Nhất trí. Đó là vậy thôi. Trời ơi, hai đứa có duyên nhau lắm. Đây là chiếc vé xem phim cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng. Nghe là phải bấm nút đi anh chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Chị biết mà. Chị biết mà. Chị phải chịu em trong cái cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em. Mời bạn nam. Mời các bạn. Anh gái, em hãy giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thanh. Em năm nay 24 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên mầm non. Quê em thì ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại em đang làm việc và sống ở tại Hồ Chí Minh ạ. Một cô giáo rất dễ thương. Mời bạn trai. Em tự giới thiệu Trần Đình Cường, 26 tuổi. Hiện nay đang là ở quận 12. Và làm việc tại quận 9, bên thuốc ngành thuốc thú y ạ. À, mình giới thiệu một chút về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Về điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, dễ gần, biết chăm con nít. Khuyết điểm của em thì là em hay quên, hay nít ướt. Còn một cái khuyết điểm nữa của em thôi, chắc em nói một hồi anh Linh bắt bẻ em là em hát hơi dở. Thường mấy người hát dở là hay hát lắm á. Dạ vâng, đúng rồi đó anh. Thế hả? Dạ vâng, rồi làm luôn một câu đi em. Làm luôn. Trời ơi, em thì dòng nhạc của em yêu thích là Bolero. Nhưng mà em xin hát một bài về nhạc trẻ. Nhạc gì em? Thích dòng nhạc gì? Bolero. Bolero hả? Dạ vâng, nhưng mà em xin hát nhạc trẻ đi ạ. Chứ hát xong nhạc... Thôi, hát nhạc anh thích Bolero. Bolero đi em. Đúng sở trường của mình đi em. Dạ nói trước là em hát hơi dở nên được là rồi. Tất cả quý vị đừng có cười. Và cái thứ hai là em mong là anh Linh là giúp là giữ bạn trai bên cạnh là giúp bình tĩnh giúp em ạ. Không một hồi hát xong rồi nhớ mấy bạn đi chạy mất ạ. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Dạ, em xin hết ạ, để đảm bảo an toàn em xin dừng ạ. Bài này ruột của anh đấy em. Ruột của anh Linh đó. Tới bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, thể thao. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu là có hay bị trễ giờ xíu. Trễ giờ? Ủa, thường bạn gái mới trễ giờ chứ bạn trai hẹn cũng trễ giờ nữa hả? Em mắc căng điểm hả em? Chắc do kẹt xe đó chị ơi. Xe mình tự hao, đi sớm chút đi em. Dạ. Dạ, mà tính em cũng hay quên chị ạ. Có khi nào anh đi chế rồi em hay quên là coi như hủy luôn đó chị. Đó. Em được mấy mối tình rồi? Dạ, một à.
quen lâu chưa? Rồi để quen cũng được 2 tháng. Trời ơi. Rồi chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay cũng lâu rồi chị ạ. Dạ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua có một mối tình ạ. Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực sự là cái rủi ro ế là rất là cao. Có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn phụ huynh và con nít. Em lại thêm một cái tật xấu là em lại hay làm biếng đi chơi. Nên là buổi tối em có đi đâu em có đi lòng vòng quanh nhà em thôi. Nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ. Thế là cũng nhiều lần là cũng vượt qua số phận. Tức là cũng tự mình đi tìm lấy tình yêu. Nhưng mà cũng đều thất bại chị ạ. Tìm bằng cách nào mấy lần đó? Tức là em nghĩ ra một cách là em mặc đồ đẹp. Rồi em thay đồ em trang điểm. Rồi em tìm một quán cà phê để em ngồi một mình. Rồi em mong là có anh nào sẽ đến. Rồi lần đầu tiên thì em cũng có đến. Xong rồi cũng có một anh. Cũng có nhiều người đi qua nhìn. Nhìn xong rồi người ta đi vô luôn. Em nghĩ là chắc trong đầu người ta nghĩ là em đang chờ em đang đợi đang chờ bạn gì đó. Vậy em có bùa rồi. Em đó, biết chị mà, lâu là thì chứ chị chỉ em nhưng mà lần thứ nhất là em chưa bỏ qua, là lần thứ hai em vẫn kiên nhẫn, em vẫn tiếp tục em tìm một quán cà phê khác. Và địa điểm em tìm là hầu như là cũng toàn thanh niên trẻ thôi. Và lần thứ hai thì em chọn địa điểm em ngồi giữa, tại vì em nghĩ là lần đầu tiên có thể em do ngồi gần quá người ta không nhìn thấy. Thì lần thứ hai thì cũng y như lần đầu, là người ta nhìn xong cũng nhìn mình đi xong người ta đi thẳng. Mà ta nhìn em có cười lại không? Dạ có chị, cười, nụ cười rất là trìu mến ạ. Còn lần thứ ba nữa chị. Ba nữa. Có đầu tư. Dạ, lần cuối cùng là em quyết định là em lần này là đầu tư hơn. Tức là em ngồi ngay cái đường đi vô luôn. Dạ không chị. Chỗ đi vô là mình ngồi rồi. Lần này là cũng nói chung là cũng có một chút thất vọng mà thôi. Người các cụ cũng bảo là quá tăng ba bận. Thì lần thứ ba mà không được thì thôi, mình cũng coi như là mình xác định là ế theo mình dài. Lần thứ ba là em tìm một cái quán là cũng gần nhà em. Cũng khá là nhiều thanh niên. Thì em lần này thì em ngồi ở trong góc thôi. Lần này là tự mình chủ động là cọc đi tìm chỗ là mình tia xem có anh nào. Thế là ngồi một góc xong rồi ngồi một lúc lâu, có một anh cũng dáng cao cao, thư sinh, xong rồi cũng lại gần. Lần này là mừng lắm chị ơi. Thấy có một anh vô hỏi mừng, mừng lắm em. Thế là anh vô anh hỏi em là em ơi em ngồi một mình à? Ánh mắt thì chiều mến mà nụ cười giọng nói thì nhẹ nhàng, em nhìn mà thua quả này là dính rồi. Thế là em cũng ngồi, thế là em có trả lời anh không? Dạ có chị, em kể tiếp xong rồi sau đó em nhìn lên em cũng sướng lắm, em phải kìm lại. Xem cũng cười thôi mà dạ vâng em ngồi một mình ạ. Thế xong rồi anh hỏi một giọng nói rất là nhẹ nhàng, vậy cho anh xin cái ghế nhé, vậy cho anh xin cái ghế nhé. Thế anh về ra là bố ông ngồi bên kia, rồi ông xin cái ghế. Thế là từ đó là mất niềm tin rồi chị, thế là từ giờ ế đến tận bây giờ. Trời đất, vô duyên dễ sợ. Dạ em cũng mừng hột lắm anh ơi. Chuyện thiệt không hay đang kể chuyện hài vậy? Dạ không thiệt đó chị hỏi chị gái em biết là em cũng đầu tư lắm. Tại cái số em sao đó chứ. Dạ vâng em muốn mình sao xui dữ hả chị. Thôi hôm nay là hy vọng gặp ông mai bà mối mát tay nha. Hy vọng là em sẽ là người thứ tư vào khu vực đó. Và đừng có nói quỷ sứ ghét ghê, quỷ sứ ghét ghê. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến em gái, em muốn tìm bạn trai thế nào? Dạ về ngoại hình thì em muốn là bạn trai là nhiều tóc chút ạ. Chắc không anh ơi, chắc không. À? Không anh ơi. Cũng không đoạn à. Dạ rồi, độ dài thì cao 1m7 ạ. Độ dài hả? Độ dài chắc không tới 1m7 đâu em. Bớt chút đi em ơi. Dạ thì về tính cách thì hài hòa, vui vẻ với mọi người, không có gia trưởng. Có trách nhiệm, phải men lì một chút xíu. Chứ em thấy nhiều bạn trai, tức là ở ngoài đường đó chị, thấy trời nắng là ngại rồi đi, rồi cứ che tay, rồi không có khẩu trang là la làng. Rồi bữa qua em thấy người bịt kín mít rồi từ tay, rồi là đeo khuyến, đeo khẩu trang, mặc áo khoác. Nói chung là hơn cả con gái đó chị. Rồi nhiều lúc mà nhìn thấy như vậy là thôi, vô quán cà phê ông mới cởi đồ xong là thôi chắc mình đi về luôn rồi đó. Đấy là ông cởi ra là được quỷ sứ à, đen quá trời đen luôn trời à. Dạ là mình đi về luôn nữa. Bây giờ bạn trai muốn tìm một bạn gái thế nào? Dạ cao trên 55. Chứ không phải dài mấy trăm năm. Không. Rồi có luôn, còn gì nữa không em? Thân hình chung là không mập, hơi ốm. Được luôn. Có gì khó hơn không? Không có chanh chua. Không chanh chua. Gái chanh chua. Đấy, em là chanh ngọt rồi chị ạ, không có chua. Bao ngọt luôn ạ. Anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha. Cô gái đây có duyên lắm anh này. Dạ coi. Nghe nói. Dạ em chào anh. Dễ thương không? Dễ thương thiệt luôn. Hồi nãy giờ nói thật nha. Anh nghe em nói thế anh tưởng tượng không có giống gì đâu. Qua anh bất ngờ lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Sẽ là trên cơ thể, tức là mặc quần áo có một sự gọi là bố cục, gọi là thống nhất với nhau chứ. Mặc quần áo mà có bố cục. Dạ tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ rồi ở dưới đôi giày màu tím, hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ giả sử như là ở dưới thì mặc quần sọc, ở trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ. Bây giờ em đoán đi, anh Linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè. Em nghĩ khúc dưới anh màu gì? Dạ thì là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích thì em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi. Hay quá, không phải giày em, dép.
Công nhận đây là cô gái ấn tượng nha. Nãy giờ nó thật á, nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng, mà qua nhìn nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng hơn nữa. Có lãng mạn lắm không? Dạ không, thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành, chứ mà kiểu xến xúa quá như cả em ơi hôm nay em đẹp quá, em đẹp ơi là đẹp, cái kiểu vậy là em không có thích. Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi, em ơi em đẹp lắm. Đó. Có duyên mà. Dạ. Thế là kiểu mình cứ chân thật. Được đó. Được được. À, có muốn chị hỏi cái gì nhà trai không? Hỏi gì hỏi đi, nhà trai tôi cũng ngon lắm. Dạ, muốn hỏi xem là hôm nay anh ấy mặc quần áo màu gì ạ? Mặc gì ạ? Anh mặc áo màu đỏ. Áo màu đỏ. Quần màu gì được? Dạ có khi quần màu tím. Đủ bốn cục, đủ đủ bốn cục áo màu đỏ. Áo màu tím thì có thể là quần tối màu không chị, hay là quần màu xanh ạ? Chị em đoán đi, rồi chị biểu anh đi thai nè. Dạ sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị. Sơ mi quần tây em bỏ về liền này. Quần xanh bỏ về liền hả? Quần jean áo thun. Cũng được. Đẹp mà. Hợp lý, hợp lý. Đàn trai ngon. Ngon. Em có cái điều gì em không thích người bạn gái không? Không lè loẹt. Cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt. Thì đúng rồi. Đừng lo. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Cao. Cao. Có cao. Ốm. Vừa người. Hình như là đúng với sở thích em. Trời, chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, nghe Linh nói. Bây giờ nếu được, bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm cũng có thể là sống hơn đi, do hai bên nữa. Ừ. Dạ tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. À, có làm dâu không em? Dạ, nếu mà được thì có chị. Có hả? Làm dâu được không em? Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì phụ nữ hiện đại là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mẹ chồng dễ lắm em ơi. Dạ vâng, với cả em cứ nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa? Em thấy nhà gái chưa? Quá mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn. Em phải bình tĩnh đó nha. Ông ơi, hơi bị được đấy em. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ đi với cậu à. Cậu. Dạ. Nói chung Cường á thì nó hiền lắm. Nó lanh lẹn mà nó nhát lắm. Nó không kỳ hiền, lanh lợi mà nhát. Nhân gái. Nhân gái. À nhát bạn gái. Nó còn bạn gái bên này thì chuẩn. Dạ con cảm ơn cậu. Nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không? Dạ. Mẹ Cường mới là em gái Cường cũng bên mầm non luôn. Ồ. Oh. Dạ. Vậy là hiểu nhau quá. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm em đi với chị gái và các cô trong trường ạ. Chị ruột hả em? Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý khán giả ở phòng quay ạ. Thấy bạn bên này thì chị thấy cũng được. Nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm. Mà cũng hơi mít ướt. Cũng có tính hay quên. Có gì thì hai em cứ tìm hiểu. Nếu mà được thì một năm sau có thể tiến tới cũng được. Nhà chị cũng mong lắm rồi. Cảm ơn chị. Như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi. Không biết hai bạn gặp nhau như thế nào. Thôi kéo màn. Kéo màn lên. Cặp này hợp đấy. Hợp đó. Hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó. Có thần giao cách cảm. Đỏ đỏ ha. Em cảm ơn anh. Sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em? Dạ rất là tông xẹt tông ạ. Rất là được ạ. Được. Bây giờ khoan nói chuyện. Bây giờ. Dạ. Đây, đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê em, ngồi uống cà phê. Em tiến vô quán cà phê, cổ đang ngồi giữa đường. Đó, em làm gì em làm đi. Tâm trạng nhìn xa xăm. Đó, tâm trạng nhìn xa xăm. Cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm. À, lạng qua lạng lại. Để tôi dịch cho. Tới đây với ai vậy? Dạ, em ngồi một mình thôi anh ạ. Vậy em uống gì chưa anh? Em gọi. Dạ, em gọi rồi anh. Rồi rồi em. Anh có thể ngồi đây được không ạ? Dạ vâng, anh ngồi luôn. Chắc là có tâm trạng gì không? Đưa uống cà phê đúng không? Dạ không ạ, tới thả thính rồi. Thế là được không em? Tuần này là dô là không có làm cao ạ. Mời ngồi dô liền và hút liền ạ. Rồi. Dạ, em với anh đến đây gặp nhau thì chung nào cũng có một cái duyên rồi. Còn mình có đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa. Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội để mình cùng tìm hiểu ạ. Dạ nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn. Cưng, từ từ cưng. Bình lần thứ tư này sợ anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay đi đâu chơi không? Dạ em cũng ít khi đi chơi lắm. Tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà. Em phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà. Đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi. Dạ với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được. Đừng có giấu giếm cái gì. Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả. Mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa. Vấn đề về chung thủy em đề cao cái đó hơn. Tại vì cái đó nó giống như kiểu là
bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi. Còn những cái khác là sẽ như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa. Còn anh mấy giờ xấu thì cũng không có. Hút thuốc thì cũng không, nhậu nhẹt thì cũng có khi vui vui ở nhà thì có một ly hai ly. Không sao, em thì em cũng thoải mái lắm. Tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em với em là bình thường, tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi. À, trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý? Dạ vợ. Nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Chị biết mà. Chị với chị hiểu em, chúng mình cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em. Hẹn hò sao? Nói luôn đi. Đi xem phim, ăn uống. Thì em thích đi nơi nào đó thì anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ không nói câu là anh yêu em. Nhưng mà anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Và là chúng ta yêu nhau. Yeah. Dạ, của em cũng như trên ạ. Rồi, thôi được rồi. Cặp này lành quá ha. Suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1. Cậu dưới vỗ tay rồi kìa. 2. Ba. Hết thời gian. Rồi. Nắm tay đi hay. Đôi quá. Áo đôi ha, đấy. Áo tình nhân rất ha. Đẹp đôi đấy. Cứ hết sức bình tĩnh, chị hứa chị gả. Đẹp gái, thông minh, hóm hỉnh. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng hiệu Santon. Đây là máy nước nóng hiệu Atlantic. Gửi tặng hai bạn tổng trị giá là 7 triệu đồng. Cố gắng nha em, lần này là nắm bắt và không để cho anh chạy nữa nha em. Không thể nào thoát được ạ. Báo tin vui cho chị với anh Linh nha. Rồi bây giờ hôn gái đi, hôn em bạn trai. Xinh quá.